Vâng, thưa quý vị và các bạn, như anh Lê Thắng cũng đã nói từ đầu chương trình, ngày hôm nay thực sự là một ngày rất đặc biệt, ngày hiến chương các thầy cô giáo. Và ngày 20 tháng 11 hàng năm đều là lúc để cho chúng ta có thể nhớ lại về các thầy cô. Có rất nhiều kỷ niệm cũng sẽ được chia sẻ, những câu chuyện vui, những câu chuyện buồn, nhưng hơn bao giờ hết là lòng biết ơn đối với tất cả những người thầy của chúng ta. Và đối với nghề trở chữ cho đời, có lẽ đây là một nghề đẹp nhất. Và nghề dạy học cũng được coi là một cái nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Và các thầy cô giáo không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy người, họ giống như là những cây thông ở trên sườn núi hay là những cây quế ở trong rừng. Và hơn bao giờ hết, họ cũng là những người giúp cho chúng ta có thể khôn lớn bên cạnh những người đã sinh ra chúng ta là các bậc cha mẹ. Và có lẽ thời gian này cũng sẽ là lúc để cho chúng ta có thể nhìn lại những hình ảnh của các thầy cô giáo. Và chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh của những người thầy đã tận tâm tận tụy dành cả một đời để có thể cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp chồng người. Đó sẽ là chân dung của những người thầy mà chúng ta sẽ bắt gặp đâu đó là người thầy của chính mình. Bởi vì một cái phẩm chất chung, một cái điều chung tất cả những người thầy, đó chính là sự tận tụy hết lòng của những người trở chữ. Chúng ta hãy cùng đến với phóng sự ngay sau đây của Hồng Thu. Cả một đời, 43 năm hoạt động trong ngành giáo dục, lễ kỷ niệm ngày 20 tháng 11 năm nay có lẽ là một dịp vui nhất trong đời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Lâm. Kể từ khi ra trường đến khi bạc mái đầu, vị giáo sư này đã có đóng góp lớn cho khoa marketing nói riêng và trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung. Sự đóng góp của ông đã được ghi nhận bởi danh hiệu cao quý nhà giáo nhân dân. Năm 2011 tôi đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Tôi nhiều lần được nhận các cái danh hiệu là chiến sĩ thi đua của Bộ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2006 thì tôi được trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Tổng hợp tất cả những cái thành tích đó thì đã tạo nên cái thành quả ngày hôm nay của cá nhân tôi. Tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc và vinh dự được giữ lại trường, mặc dù đời sống nhà giáo lúc bấy giờ hết sức khó khăn. Tuy nhiên với lòng yêu nghề, người thầy này vẫn tận tụy và là một trong những tấm gương nhà giáo tâm huyết được nhiều người đánh giá cao. Trong mùa dịch COVID-19, thầy cũng là người chủ động sử dụng và khai thác các nền tảng, các ứng dụng trực tuyến để giảng dạy. Dù khó khăn bộn bề nhưng nhà trường và cá nhân tôi rồi các thầy cô ở trong khoa marketing đã thích ứng rất là nhanh với cái bối cảnh đó. Và chúng tôi đã tận dụng và khai thác những cái nền tảng công nghệ thông tin và chuyển sang một cách kịp thời cái dạy học trên cái nền tảng trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Hai cái phương thức này được kết hợp một cách rất là linh hoạt. Là người lính bước ra từ khói lửa chiến tranh, đến thời điểm hiện tại, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Đình Chiến cũng đã có 40 năm tuổi nghề trong ngành giáo dục. Và mới đây, ông cũng là một trong 7 nhà giáo được vinh danh nhà giáo nhân dân năm 2021. Những danh hiệu mà nhà nước trao tặng nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân là những danh hiệu vô cùng cao quý đó. Và cả bản thân tôi khi mà được nhận danh hiệu nhà giáo nhân dân thì cảm thấy vô cùng là xúc động và thấy rằng là những đóng góp của mình trong nhiều năm qua thì cũng đã được nhà nước, nhân dân ghi nhận, và chúng tôi cũng cảm thấy là mình sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa thôi để xứng đáng với cái danh hiệu được nhà nước trao tặng. Trong quá trình công tác của mình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Đình Chiến đã công bố nhiều công trình khoa học, xuất bản nhiều sách liên quan đến lĩnh vực marketing, có nhiều nghiên cứu tiêu biểu, nhiều bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Hình ảnh người thầy tận tụy, dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục như thầy Lâm, thầy Chiến là tấm gương sáng cho lớp thế hệ sinh viên. Họ đã góp thêm những bông hoa thơm cho sự nghiệp chồng người. Năm nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 nhà giáo được vinh danh là nhà giáo nhân dân. Thì 2 thầy đều là nguyên là lãnh đạo của khoa marketing Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Có 14 nhà giáo được vinh danh là danh hiệu nhà giáo ưu tú. Là các danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Mong rằng sự vinh danh này sẽ góp thêm động lực để những người làm trong ngành giáo dục cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp chồng người.